Xin chào anh em nha. Thì bữa em đã quay trở lại với kênh Lava Store Channel. Mình quay review, hôm nay mình sẽ quay review cái áo khoác Sukayan Little Dragon. Thôi đeo đồng nhỏ nha anh em. Con đồng nhỏ này với cái màu này, cái màu rất là lạ. Bữa trước là nó là màu xanh trắng nha anh em. Màu xanh trắng theo cái con rồng y vậy luôn, mà là cái nền là nền màu đen, cái tay màu trắng. Anh em cũng thích lắm á. Đây mình có cái màu mới, cái màu xanh đây, gọi là cái màu này theo mình là màu xanh lá cây nhạt, kiểu màu xanh lơ á, không phải xanh sữa. Nó nếu mà xanh bạc á thì nó cái kiểu nó bóng lắm, chứ không phải gì đâu. Cái này kiểu xanh lơ á đó, thì nó màu này rất là lạ, nam nữ gì chơi cũng được nha. Con này không phân biệt ra giới tính đâu đó, thì theo con rồng hai bên thì rất là đơn giản, dễ phối đồ. Nói chung được một cái là nó rất là dễ phối đồ nha anh em. Bên tay của nó nè, đó. Về đặc tính của lụa satin thì nó rất là dễ nhăn, cho nên anh em mà nhìn thấy trên video này thì nó hơi nhăn ha, nhưng mà không sao hết đó. Cái vì giờ anh em có đem về mặt thì nó cũng nhăn thôi à. Cái đặc tính của lụa satin nhân tạo nó là dễ nhăn, cho nên anh em cũng đừng có ngại mua cái này thì phải chấp nhận thôi. Ok, cái con này thì giá dưới 1 triệu thôi. Mình luôn luôn để giá công khai ở trên cửa hàng. Anh em vào fanpage anh em phải nhấp cái chữ cửa hàng á, là mình để rất là nhiều mẫu, mình đang hàng trăm mẫu rồi, gần 100 mẫu lên đó rồi. Tất nhiên là rất nhiều mẫu nhưng mà mình không thể nào đăng một lần hết được. Cứ từng ngày mình đăng một hai mẫu lên cho anh em để tham khảo nha. Và bây giờ tới Tết là mình sẽ đăng những mẫu mà cơ bản mình bán chạy nhất hồi giờ. Đó, cỡ 120 mẫu anh em mua đổ lại á thì mình sẽ đăng hết lên và để công khai giá hết, chứ không có là để inbox. Inbox chẳng qua là cái bài trên fanpage thôi. Cái bài trên fanpage mình đăng cái bài viết thôi, là mình để inbox thôi. Nha. Rồi con này thì ai mua thì inbox liên hệ với fanpage để trong phần mô tả thông tin, là www.facebook.com/lavastore.clothing. Đó là trang fanpage của mình đã thành lập đã 5-6 năm nay rồi. Và số phone trực tiếp của chủ shop là mình luôn. Mình tên là Phi. Và số phone là 0783490288, là anh em có thể gọi bất cứ lúc nào. 24/24 mình đều tiếp anh em khách hàng thích mua áo khoác theo trên toàn quốc ha. Và mẫu thì bên mình rất là nhiều. Bên mình là hình ảnh này nọ là đầy đủ. Tất cả hình ảnh đều có full hình thật hết. Người quay video thậm tế là thậm chí là quay video trực tiếp cho anh em coi luôn. Và lâu lâu hàng đêm, lâu lâu chắc tầm chừng nửa tháng, tháng là mình hay có những chương trình quay livestream trực tiếp trên fanpage để mà giảm giá về giá gốc cho anh em luôn. Giá gốc mình mua bao nhiêu mình để lại cho anh em bao nhiêu nhé. Bởi vì một lần mình lấy hàng mình lấy sỉ cho nên rất là nhiều áo, mà lấy về là phải có những đợt như vậy để cho anh em, để anh em thêm có những cái động lực để anh em mua dễ hơn. Tại vì bất rẻ thì anh em sẽ dễ mua hơn, đúng không? Và luôn luôn khi mua áo bên mình là mình sẽ tặng nón theo hai đầu rồng. Anh em lưu ý tặng nón theo hai đầu rồng nha. Rồi anh em chưa tin tưởng thì lên fanpage coi bài viết đánh giá của khách á. Người ta đánh giá của bên mình rất là nhiều. Người ta cái đó là khách quan nhất, không thể nào giả tạo đó được. Khách hàng người ta mua về người ta hài lòng như thế nào, mức độ hài lòng như thế nào, anh em có thể coi trên fanpage biết hết nha. Ok, rồi đây là mặt trước, rồi mình quay mặt lưng cho coi. Mặt lưng thì nó trơn, nó không theo gì hết, thôi mình khỏi quay mannequin, mình quay điện thoại cho anh em thấy luôn. Nó không theo gì, nó trơn này. Thì nó là chất liệu là lụa satin polyester, nó thay thế dần lụa tơ tằm của Việt Nam. Vốn là lụa tơ tằm thì rất là đẹp, ống ả nhưng mà lại là rất là đắt tiền, với lại không được bền. Anh em hiểu không? Nó không được bền đẹp, nó chỉ may áo dài thôi. Chứ còn nếu mà về bơm bờ thì phải buộc phải may bằng lụa satin polyester, là nó là sợi nhựa thì rất là lâu năm và rất là bền bỉ theo thời gian, và khi theo vô nó không có dễ rách và anh em có thể dễ dàng giặt máy được. Nhưng mà giặt máy, lưu ý anh em là giặt máy nên giặt máy thời gian ngắn thôi, giặt sơ thôi. Còn nếu mà giặt giặt máy mà để mà kiểu như giặt quần jean, giặt chăn ga gối nệm này kia, giặt đồ dày á, giặt đồ tinh xảo thì anh em sẽ bị cái áo nó dễ bị hư giữa cái khớp theo với lại cái nền vải nha. Thì cái đồ này là đồ không bị nghệ, anh em cũng lưu ý là bảo quản cho kỹ là phải giặt tay, và nếu có giặt máy hay giặt sơ mình lưu ý kỹ, nói lại cho anh em nghe vậy đó. Rồi bên mình là Lava Store. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào cái review áo sau. Video thì mình liên tục post, khi nào có hàng mới là mình đăng thôi, để cho anh em biết những cái con áo mới, những cái màu sắc, những cái hình theo, những cái linh vật Á Đông, rồng, phượng, hổ, rắn, kỳ lân rồi này kia, rất là nhiều đại bàng nữa. Hạt nữa đó, những cái bộ tứ linh rồi những cái con vật linh thiêng trong huyền thoại Á Đông của mình á, thì bên mình đều có những cái mẫu đẹp nhất, xuất sắc nhất và được khách yêu chuộng trên khắp thế giới. Người ta không chỉ một mình là làm order đâu,
trên khắp thế giới cũng có nhiều người làm giống như mình, nhưng mà tại Việt Nam thì mình tin chắc là mình là uy tín nhất, bởi vì thời gian làm lâu năm nè, và mình chỉ báo theo thôi. Ngoài ra nếu anh em có nhu cầu mua những áo thun theo, giày theo hay quần theo này kia, nón theo, cứ inbox cho mình, hoặc là những cái đồ khác cũng được, hoặc đồ gì anh em mà muốn cần muốn thì cứ inbox qua gửi ảnh cho mình để mình check, mình check mà có hàng mình báo giá tốt nhất để ship về Việt Nam rồi ship code cho anh em. Và lưu ý bên mình nếu mà ai khách quen thì mình sẽ không có nhận cọc trước, trừ những đơn hàng cực kỳ lớn thôi, vài ba triệu đồng thì nó phải nhận cọc, còn những đơn hàng dưới 2 triệu là không bao giờ nhận cọc nha anh em. Anh em cứ mua thoải mái, tự tin là mua bên tin tưởng Live Store. Rồi cũng như là mình sẽ tặng quà cho anh em là nón theo khi mua áo, anh em nhớ nha. Đấy, đó là không có nơi nào có hết trơn á. Mình bán hàng là lúc nào cũng tặng quà, lúc nào cũng ưu đãi khách hàng tốt nhất. Và cho xem hàng khi mà nhận áo là anh em phải được xem trước, anh em ok thì sẽ nhận, đưa tiền cho shipper nhé. Rồi ok, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại video lần sau.